nghiêng nét chữ cô em học trò. Mày là bánh trần, mẹ già từ tay gói gửi cho con. Này là áo len, bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đây. Nãy em gọi ra nơi chiến trường, ban chúc tình hậu thương thương mẹ. Đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh trần mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe tâm hồn chơi vơi. Chúng đã quay trên khắp đất trời, nhân tật ta sống là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem liên tưởng nồng ấm đến giới. Cảm ơn ai ký sinh về vui thật là vui, không quên người sương gió vương trời âu yếm đời tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu dài lời cầu con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Kỷ xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đời xuân hồng ngày mai. Còn quên người sương gió vương trời âu yếm đời tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư ta tiếc tôi xin gửi về, gửi mẹ mến yêu dài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đời xuân hồng ngày mai. Xuân hồng ngày